Xin chào bạn, tôi là Nguyễn Tùng Sơn đây và chào mừng tất cả các bạn đến với khóa học video marketing funnel. Và trong cái khóa học này là một trong những chương trình rất là đặc biệt của tôi và tôi đã đóng gói nó lại trong cái quá trình mà tôi đã làm về internet marketing cũng như là làm về video marketing ở trên social media. Và trong cái thời gian vừa qua đó thì tôi đã nhận được rất là nhiều những sự phản hồi tích cực từ những người bạn tuyệt vời của tôi, những người học viên cũng như là những người mà đã cộng tác với tôi trong suốt một thời gian dài cả hàng năm trời. Chúng tôi đã có những cái sự đóng góp giúp đỡ nhau trong cái quá trình mà chúng tôi làm cái internet marketing ở trên internet như vậy. Và trong cái quá trình mà xây dựng như vậy á thì tôi có rất là nhiều những kinh nghiệm làm như nào đó để phát triển lên cái video marketing, làm như nào đó để chúng ta có thể xây dựng ra một cái phễu funnel bán hàng hoàn chỉnh. Và trong cái khóa học tuyệt vời này thì tôi sẽ kết hợp lại việc bạn làm video marketing cộng với cả xây một cái funnel như thế nào, và sau đó chúng ta có thể đóng gói cái sản phẩm đó lại hoàn toàn theo cách tất cả những người làm internet marketing đều mong muốn, đó chính là passive income, tạo ra một nguồn thu nhập hoàn toàn thụ động ở trên internet. Và trong đấy thì tôi sẽ chỉ cho tất cả các bạn từ A đến Z cái cách làm như thế nào rất là đơn giản. Và trong khóa học này thì tôi cam kết sẽ giúp cho tất cả các bạn có thể là từ một người chưa biết gì về internet marketing, chưa biết gì về video marketing, chưa biết gì về phễu funnel, thì bạn hoàn toàn có thể kết thúc cái khóa học này, bạn có thể đi ra bên ngoài kia và bạn tự tin, bạn đã có một cái nền tảng, có một cái kiến thức rất là căn bản, cũng như là bạn có những cái nâng cao hơn rất là nhiều so với những người mà họ không có được học từ bài bản trở ra. Và trong khóa học này thì tôi sẽ giúp cho bạn, tôi cũng kết hợp chung với cả một số người đồng đội, những người cộng sự của tôi, để giúp cho bạn khi mà học xong thì bạn có cái sản phẩm, bạn sẽ tự tạo ra một sản phẩm của bạn, bạn sẽ đóng gói nó và bạn sẽ bán nó trên internet làm sao. Và từ đấy thì tôi sẽ chỉ cho bạn cái cách mà chúng ta hoàn toàn có thể bán cái sản phẩm đó trên internet một cách tự động. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh cái từ tự động, có nghĩa là bạn chỉ cần bỏ một thời gian đầu bạn xây dựng cái hệ thống ra thôi, nhưng mà về sau thì cái hệ thống của bạn nó sẽ tự động chạy, khách hàng sẽ tự động vào trong cái trang bán hàng của bạn, họ sẽ tự động mua hàng, bạn sẽ tự động nhận được tiền, và tất cả diễn ra một cách tự động. Và đó chính là cái điều mà tôi muốn nhắn nhủ, tôi muốn giúp cho tất cả các bạn hoàn thành khi mà xong cái khóa học này. Bên cạnh đấy thì tôi cũng chỉ cho tất cả các bạn cái bí quyết làm thế nào đó để chúng ta có thể tự xây dựng một cái nhân hiệu nổi tiếng ở trên internet, và đây chính là cái bằng chứng mà tôi đã làm được và thành công trong suốt thời gian qua. Và làm thế nào đó chúng ta có thể xây dựng ra những cái video vlog, và bạn biết không, từ một cái video này thì nó cũng giống như một cái đài phát thanh, một cái đài truyền hình, một cái tiếng nói tivi mà rất là nhiều người, có hàng triệu người xem cái video của chúng ta. Và từ đấy thì chúng ta sẽ xây dựng ra một cái video bán hàng như thế nào, xây dựng ra một cái phễu trên internet ra làm sao. Và đây chính là tất cả những cái điều mà tôi sẽ giúp cho tất cả các bạn, và nó còn nhiều hơn nữa, nhưng mà chúng ta sẽ đi tiếp vào trong phần khóa học. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, mời các bạn đi vào những video tiếp theo.